nếu mà mình có rất là nhiều tài sản thì cái đội ngũ tấn công nó sẽ probably rất là chuyên nghiệp luôn, tại nó muốn lấy 600 triệu, right? Tại giống như Troy nói mà, đây là cái sự cố rất là lớn trên lĩnh vực crypto, như nó 600 triệu không phải là nhỏ. So sẽ rất là nhiều công ty security khác vòng vòng bên Mỹ, bên Âu Châu, bên Singapore, đều ai cũng sẽ coi hết, ai cũng muốn khám phá, ai cũng muốn build cái thương hiệu của mình hết. So đó là cái thành tích của Digital Business Security đây. Hello mọi người, lại là Youth đây. Thì hôm nay mọi người có thấy ở Gen Z có một cái khung cảnh nó hơi khác không? Vì hôm nay mình sẽ không có review một cái món đồ công nghệ nào hết, mà mình sẽ ngồi ở đây nói chuyện với mọi người thông qua hình thức là podcast. Và chào mừng mọi người đã đến với podcast số đầu tiên của Gen Z. Thì hôm nay chúng ta có anh Troy Lê, là giám đốc kinh doanh Digital Business Security của VNG. Rất rất là vui được Troy ở bữa nay với đây với mấy bạn. Welcome anh to Gen Z Podcast. Thì đó giờ em chỉ toàn là review đồ công nghệ thôi, cho nên là hôm nay được ngồi với anh ở đây và nói về một cái lĩnh vực khá là mới mẻ với em á, thì em cũng hơi lo lắng. Cho nên là let's just be enjoy the moment. Ok. Bây giờ em hỏi câu đầu tiên luôn nha. Thì không biết là anh có thể giới thiệu thêm về bản thân của mình cho mọi người được biết rõ hơn về mình không? Mình chia sẻ tí xíu ha. So Troy là Head of Business của Digital Business Security in VNG, trong cái group của VNG. Troy đã về Việt Nam đây gần 5 năm. Yeah, so Troy là Việt kiều Úc. Trước đó là Troy sống và lớn lên ở Úc. Since I was 7 tuổi. Oh. Yeah. Trước khi về VNG đây, before that I also had a coding school. So bắt đầu at the start of COVID, Troy mở ra một cái trường và lập trình cho mấy đứa nhỏ, like lớp 1 với cấp 1 với cấp 2. Wow. It's called Algorithmics Vietnam. We have about 4 trung tâm ở Sài Gòn đây. Right. And then sort of I brought on business partners trong cái trường đó, and now I'm happy to obviously work with VNG để, wow, để phát triển cái business này. Wow. Thì chắc là anh định cư ở Úc lâu rồi đúng không? Tại vì em thấy cái tiếng Việt của anh nó chưa có smooth lắm. Thì bên Úc thì Troy không có cần phải dùng tiếng Việt nhiều lắm. Because both trong cuộc sống với lại trong work, professional life đều là tiếng Anh hết. Bên phần khó khăn ở Việt Nam đây thì cũng không really không có khó lắm, because Troy cũng hiểu được tiếng Việt. Nhưng mà nó khác lúc mà mình có thể conversational tiếng Việt, phải không? Đúng như là nói tiếng Việt like friendly, casual, versus professional Vietnamese, là cái đó là một cái khác. Bên phần professional Vietnamese thì Troy thấy là Troy được may mắn là cái business mà Troy làm nó không có really lệ thuộc về cái kỹ năng đó for much for me, given my role. Giống như là like, you know, in my role I do a lot with cái khách hàng international. Của cái business, while mình có một đội ngũ ở Việt Nam đây rất là strong, right, within VNG. So I guess in trong cái like my circumstances, I feel a bit lucky that nó không có really ảnh hưởng my I guess, you know, livelihood in Vietnam. So 95 gia đình đi qua Mỹ trước, right? So mình actually định cư bên Mỹ trước ở California, Long Beach, California. So mình học một năm ở bên Mỹ, tiểu học, and then mình qua Úc, and định cư qua Úc với gia đình bên mẹ, right? So mẹ của Troy, bà my mom is the oldest trong gia đình, right? So đã đưa hết anh chị em đi từ rất là nhỏ rồi, từ thập niên 80 đi rồi. Gia đình của Troy là gia đình George để đi, right? So lúc mà mình qua Úc là 96, and then so I went primary school, tiểu học, đại học, high school, university bên Úc. I guess my experience bên Úc là nó, I don't know, it's very, tại vì Troy, như Troy nói là ở nhà thì Troy chỉ nói chuyện tiếng Việt với ba mẹ thôi, còn the rest of cuộc sống, bạn bè, anh chị em, you know, professional life đều là tiếng Anh hết. Và sort of cái cộng đồng mà mình grew around with, even though cũng có cộng đồng Việt rất là lớn, nhưng mà bên Melbourne thì nó rất là multicultural, nó có rất là nhiều dân tộc, Ý, Hy Lạp, and anything, right? Lebanese, Greeks, a lot,
right? So cái multi national environment đó, nó I think nó contribute to cái Australian identity rất là rõ. Giống như là nếu mà mấy bạn thấy những người Úc á, gia nào, race nào, dân tộc nào, doesn't matter, they still giống như là quite Australian, right? Because lúc mà qua bển là nó sẽ giống vậy. Mình không có được retain so much của cái cultural identity Vietnamese của mình lắm. Unless mình là cái thế kể giống như là anh chị của Troy đi, là lớn hơn, right? Anh chị qua Úc là đã là adult rồi. Right? So of course for them thì culturally they will still be much more Vietnamese, right? Much better Vietnamese than I am, for sure. But yeah, so that's a little bit about. Tính ra em thấy cái hành trình của mình nó complicated, nó nhiều bước quá ha. Vậy thì không biết là cái cơ duyên nào á mà để anh về Việt Nam xong rồi anh gặp VNG, anh hợp tác với VNG. So at the start of COVID, I've mentioned, right? Troy sáng lập with my co-founders Algorithmics Việt Nam. Nó không phải là mình build cái phần mềm đó, but mình actually take cái thương hiệu và phần mềm đó từ nước ngoài về, right? And factoring Algorithmics Việt Nam. So cái đó là nó dạy lập trình cho mấy đứa trẻ cấp 1 và cấp 2, right? And nó có like cái online platform and nó có những cái games and interaction để cho mấy bạn practice. So anyways, at the start of 2020, lúc mà COVID happened, that's when we started Algorithmics. Because I in my view, nếu mà phụ huynh, you know, không muốn con học không hữu hiệu online, then they need something để học mà they interested in. Chứ ngồi đó trên Zoom, trên Google Meet, nghe cô giáo giảng trên một lớp 30 người là thôi, mấy bạn sẽ không học gì luôn, right? So I saw cái gap đó for cái sản phẩm Algorithmics Việt Nam. Online education during COVID, right? So as COVID nó finish and mình hoạt động như thường lại. So in 2022, last year, lúc mà, and cái này là Troy cũng không biết là VNG sort of absorb in digital business security luôn. Nhưng mà Algorithmics Việt Nam có hoạt động một số event với bên VNG. Một số event giống như là VNG Family Day, right? So trong cái phần đó, Troy come around, you know, sort of interacted with VNG, got to know some of the leadership, and in this case, cái anh lãnh đạo mà let's say lead the digital business security cũng là anh CTO của VNG luôn, right? So anh Thành there, he is both the CTO of VNG as well as leading the security digital security business. So yeah, I just connected with anh Thành, and it was the time where you know digital business security evolve away from một cái nhà research lab, right không? Because giống như là bên mảng security đó, nó có cái mô hình là mình cần phải là chuyên gia nghiên cứu lỗ hổng trước khi mình đi ra thị trường, right? So mình bắt đầu là một cái research lab. So cái research lab đó đã already in place từ 2017 rồi. Mấy anh đã bắt đầu cái research lab đó từ 2017 rồi. Và khách hàng tìm tới cái lab đó là khách hàng nghe biết là mới tới thôi, chứ mấy anh cũng không đi ra bán dịch vụ, bán gì hết, right? And it's only until last year, lúc mà VNG consolidated những cái you know subsidiary business giống như vậy đó, thì mình có cái chiến lược để ok, mình muốn phát triển digital business, mình muốn phát triển lĩnh vực digital transformation, security. So on top of security, mình có all of the other services trong digital business để có thể giúp một cái kinh doanh do digital transformation and be protected the whole way, right? So that's how I came about to digital security business. Lúc làm việc với VNG as a like you know event partner, and then on the other side the security research lab bắt đầu có cái chiến lược đi ra thị trường. So cần một right chiến lược đi ra kinh doanh, thị trường nào, bán sản phẩm nào, right? How do we get khách hàng, right? How do we build thương hiệu? So những cái challenge để build một cái business. Yeah. So that's where I was fortunate enough to meet the founder and Thành, the CTO of VNG, and you know, in our discussion, I understood cái ambition của anh. I recognize cái technical leadership mà anh đã build trong đội ngũ chuyên gia
của Digital Business Security, mấy anh mà you know, nghiên cứu rất là deep trong công nghệ, trong không phải là chỉ security thôi mà vô công nghệ, mình gọi là edge technology, right? The latest technology mấy anh đang nghiên cứu, right? So I felt that, oh wow, đây là một cái lĩnh vực mà rất là hay. Và sort of, you know, as much as it was fun làm một cái sort of coding school cho mấy đứa nhỏ, but again, I always wanted to go deep into technology. So for me, the combination of right timing, hợp gu, I guess that's what we call it in Vietnam, right? Mình click được with founder, mình có thể trao đổi được, understand cái vision, cái mission của founder. Mình có thể go, okay, I think I can help you to do this. And then also at the same time, cái lĩnh vực blockchain nó phổ biến rất là lớn, right? So yeah, it's just the combination of the right things. Nói về bảo mật đó, thì nó sẽ rất là khó. Không biết là anh có cách nào diễn giải nó dễ hiểu hơn không? Maybe the best way to do this là mình separate hai phần ha. Một cái là mình có security cho kinh doanh, like B2B, right? So cái đó là cái business của Digital Security Business Day. Mình predominantly phục vụ những cái larger organization, những cái tập đoàn lớn hơn, both in Vietnam và also regionally ở dòng APAC, right? On top of that, mình cũng có một số dịch vụ for mảng lực security cho blockchain luôn. Right, so cái đó là cái phần mà mình predominantly service khách hàng là you know, international hết, không phải là region. So let's say nếu mà mình tách security ra một phần là B2B, right, maybe sẽ không có really impact hay là really directly. Giới trẻ ngày nay á, thì gắn liền với lại thiết bị di động, theo anh thì làm sao mình có thể bảo mật được thông tin cá nhân của chính mình? So for example, Troy thấy là Gen Z là giống như vậy, right? And actually thiệt ra cũng không phải là Gen Z thôi, mình lên nhiều cũng vậy, Gen X cũng giống Gen vậy, nào cũng vậy luôn. Right, mình là con người, so we're not going to be giống như as protective hay là as secure as một cái machine, phải không? Mình always sẽ có cái lỗ hổng, mình sẽ có always cái shortcut trong cái behavior của mình, right? Mình thì muốn convenience rather than security, right? Tôi thà dùng một cái password across everything, right? Versus having một cái, let's say một cái công cụ giống như một cái password manager mà nó có thể tạo ra unique, very hard password cho mỗi cái application hay là mỗi cái account mà mình có, right? So in terms of cái tầm nhìn của Troy cho Gen Z đó, Gen Z nó có cái, mấy bạn có cái strength là mấy bạn rất là digital native rồi, right? So from a young age mấy bạn đã gần gũi với technology, đã online rất là sớm, right? So một phần đó là mấy bạn có thể navigate và có thể adapt được new tool rất là nhanh, right? Which is một cái great quality. For như for millennial and maybe Gen X, cái đó còn rất là khó hơn nữa, right? Oh man, forget about using new tools, right? Nhưng mà cái giống như Troy nói là cái in terms of cái awareness của mình về mình cần bảo vệ mình giống như sao lúc mà mình trên mạng, cái đó thì everyone, mỗi gen đều sẽ có cái ưu điểm riêng, and I don't think cái đó chỉ là một cái ưu điểm của Gen Z thôi. But in terms of let's say general protection á, thì Troy nghĩ là Gen Z so sánh với những cái gen before có thể là already stronger, tại vì mấy bạn đã, you know, maybe không có easily be fall cho một cái Facebook scam, giống như một cái auntie của mấy bạn, right? Like I know friends and family of friend members be scam trên Facebook, you know, and thường thường cái đó là maybe like Gen X, some millennials as well. So in terms of comparing generation, Gen Z is doing pretty good. À, anh cho nè, không biết là các bạn trẻ thế hệ Gen Z đó có cơ hội nào để đến với Digital Business Security của VNG không? Digital Business Security có cái đặc sản là mình là một nhà nghiên cứu, like technical research lab. So thường thường là for cái business của mình, the team là rất là được đào tạo từ when they're, I know my our technical leader đó đào tạo mấy bạn từ năm 2, năm 3 đại học, right, all the way into working with digital business security luôn. Awareness về cái business thì Troy sẽ thấy là probably Gen Z in general sẽ không biết về digital business security hay là cái lĩnh vực security in general, unless là mấy bạn đã có cái
you know, cái curiosity về technology và đã có cái hướng về software development. Khi gặp các bạn trẻ đến với Digital Business Security á, anh đã nói gì với họ? Interest. So I guess cái career path cho một bạn technical nó sẽ rất là khác cho cái path cho một bạn, let's say, business development and go into management. Thí dụ, right? Personally and professionally, Troy sẽ không có cần phải really worry too much about cái career path của mấy bạn, because you know a part of the reason why tại vì sao Troy ở đây với Digital Business Security và VNG is because Troy recognize and really appreciate cái mature experts đã sáng tạo Digital Business Security, right? Mấy anh expert lĩnh vực IT, lĩnh vực cyber security ở Việt Nam đây hơn 20 năm, right? Rất là chuyên gia. So từ core strength đó thì of course những cái bạn new engineer, những cái bạn kỹ thuật mới sẽ có được cái mentorship và cái career path development nó pretty strong, nó you know sẽ không có cần so much input từ HR hay là từ management lắm, right? Còn bên phần business thì khác, right? Because cái challenge của digital business, digital security đây đó là you know lĩnh vực security generally nó không phải là super trendy hay là nó không phải giống như là exciting cho mọi người, right? Usually kiểu Gen Z sẽ kiểu rất là low key. Đúng rồi, rất là low key, nó boring. Why do I care, right? I got TikTok to look at, right? I'm kidding. TikTok is really fun, but again, you know, it's because mấy bạn online a lot, right? And therefore, nếu mà mình spend so much of our lives online, then at least mình cần phải acknowledge là hey, mình cần some sort of baseline sort of security model mà mình có thể operate hay là mình có thể vận hành lúc mà mình online để cho mình có thể tránh bị những cái trường hợp đó. Thì em có research thì được biết là team mình đã vượt qua rất là nhiều đối thủ để mà tìm ra được cái lỗ hổng của BNB Chase hồi tháng 10 năm ngoái mà chỉ mất có 3 tiếng đồng hồ thôi. Không biết là anh có thể chia sẻ thêm về cái sự kiện đó được không? So, cái khám phá đó là cái thành tích mà Digital Business Security, cái đội ngũ Việt Nam của mình đây là đội ngũ đầu tiên trên thế giới mà đưa ra cái research đó, nó gọi là root cause analysis, right? Yeah. Root cause analysis mà được BNB Chain xác nhận là đúng, đây là cái lý do lỗi tại sao tôi bị tấn công trước những cái công ty cyber security khác vòng vòng thế giới luôn. Lúc mà mình phát hiện được cái incident này với khách hàng của BNB Chain của mình là mình trao đổi với BNB Chain để hiểu về là ok, mấy bạn đã incident response sao, và simultaneously cái đội ngũ chuyên nghiệp nghiên cứu R&D của Digital Business Security nhảy vô và nghiên cứu rất là sát cái công nghệ nó gọi là cryptography, nó rất là specialized math, và không có nhiều người chuyên gia thế giới mà có cái kỹ năng có thể duyệt được những cái math giống vậy, right? So mấy anh chuyên gia cái team đây trong vòng 3 tiếng coi vô được cái reference library của BNB Chain. So trong cái situation này, cái reference library, cái thư viện mà nó dùng là cái thư viện của một cái dự án khác gọi là Tendermint và Cosmos. Và mình tìm được ra cái lỗ hổng tại vì sao cái tấn công này nó thành công, phải không? Tại vì sao cái cửa mở bị mở and cái người vô nhà mình được. Thì cũng sẽ được chúc mừng Digital Business Security của anh Joe đã đạt được cái thành tích này ha. Tại giống như Troy nói mà, đây là cái sự cố rất là lớn trên lĩnh vực crypto, như nó 600 triệu không phải là nhỏ. So sẽ rất là nhiều công ty security khác vòng vòng bên Mỹ, bên Âu Châu, bên Singapore, đều ai cũng sẽ coi hết, ai cũng muốn khám phá, ai cũng muốn build cái thương hiệu của mình hết. So đó là cái thành tích của Digital Business Security đây. So từ lúc mà mình làm được cái phần đó, cái lỗ hổng, Troy sẽ không có vô so much về technical, nhưng mà cái lỗ hổng đó nó ảnh hưởng hơn BNB, nó ảnh hưởng rất là nhiều sản phẩm và hệ sinh thái khác luôn. So từ tháng 10 tới bây giờ là so far Digital Business Security làm việc với rất là nhiều open source và large hệ sinh thái
trong lĩnh vực crypto để sửa những cái lỗ hổng này mà mình khám phá ra được. Wow. Yeah. Thì không biết là những bạn trẻ mà muốn tìm đến VNG để học cái giải pháp bảo mật thì có được không anh? Technically thì look, your digital business security thì sẽ không dễ, right? Because so nếu mà mình suy nghĩ security đó là mình suy nghĩ về software development trước, phải không? Mình có phát triển phần mềm trước, right? Lập trình, viết code, build phần mềm, build website, build mobile app, and then mấy bạn mà giống như là rất là thú vị về về phần mềm rồi, thường thường là mấy bạn đó mới vô security, chứ thường thường không có mấy bạn nào mà just like, you know, từ trung học lên là okay, I wanna go in security. Now unless mấy bạn đó đã là giống như là tinkerer rồi, you know, mình có thể hình dung được một số mấy bạn nào một bé 10-12 tuổi nó tự learn to hack online, nó tự learn Reddit, nó tự học, nó tự đọc, and then tự accidental hacking, thì cái đó là khác. Nhưng mà in terms of professional career path thì thường thường vô lĩnh vực security thì tôi thấy là mấy bạn vô software engineering trước, xong rồi có cái tầm nhìn là ôi tôi muốn rất là vô sâu, tôi muốn hiểu làm sao nó lỗ hổng ở đâu, cái mạnh là cái yếu điểm của phần mềm, hệ thống là ở đâu, thì mấy bạn đó mới vô security. And mấy bạn vô security thì again thì lúc đó là mới phù hợp với digital business security của VNG đây. So maybe cái path giống như Troy nói, so thí dụ là mấy anh lãnh đạo thường thường là recruit trong top technology university ở Việt Nam đây, right? Mấy bạn sinh viên mà top of their class, lớp 2, lớp 3, đại học, thì mấy bạn essentially như là nurture, right? Come in, làm internship, sẽ được cái phần mentoring, sẽ được cái phần coaching and training, phát triển over time. The security nó sort of take a long time để mature in terms of một a personal development. Giống như là security nó không bao giờ ngừng hết. Giống như even một anh 20 năm trong nghề, tại vì công nghệ mới phát triển ra lỗ hổng tùm lum, right? Anh cũng cần phải nghiên cứu, biết là okay, what's the latest vulnerability, what's the latest attack vector, what's the latest trend in attack, right? So security nó sẽ có cái specialty đó là cần một bạn đã có cái đam mê, and then bạn mới nhảy vô technical. Còn bên phần business thì khác, right? Bên phần business thì of course giống như là Troy không phải là technical background, right? For me, I'm a business and management background. But again, it requires Troy to have cái initial curiosity về công nghệ trước. Troy cần phải muốn hiểu về công nghệ, Troy cần phải, right? Để cho Troy có thể come in and learn rất là nhiều từ mấy anh chuyên gia, and then as well as solve cái business challenge. Nhưng tiện nãy anh mới nhắc tới cái chuyện là rời Úc để mà về Việt Nam á, thì không biết là dự định sắp tới của anh như thế nào? So I've been with Digital Business Security now for about a year. It's about 3 years for my school. So I think cái short term là Troy will still be in Vietnam here. Especially, you know, cái phát triển của AI đây. Even I know, you know, within VNG and rất là nhiều, you know, cơ sở công nghệ lớn ở Việt Nam đây đang có một cái nguồn nghiên cứu R&D về cái application của AI rất là cao, right? So Troy thấy là cái tương lai technology của Việt Nam sẽ còn tăng rất là nhiều, right? Essentially cái gap mà mình có thể phát triển để mình cạnh tranh đủ với thế giới, mình còn rất là nhiều cơ hội, right? So I think cái đó sẽ keep me here, and yeah, so that's my sort of short term. I do take trips back and forth, so I plan to go back to Australia for Christmas, cuối năm nay, right? But then I'll be back to Vietnam and okay, still here. Still digital business, still trying to bring thương hiệu, you know, công nghệ Việt Nam out to the world. Thì không biết là lời chào của anh có muốn nhắn nhủ gì đến các bạn Gen Z không? So nếu mà Troy just, you know, end consumer advice đây đó, là mấy bạn already know là mình online rất là nhiều, thì mình cần phải, let's say for example, just be aware là
mình có muốn đưa cái chi tiết của mình cho cái website này hay không, mình có thật sự cần phải đưa cái chi tiết của mình hay không. So I think cái đó là cái sort of my first advice, just be more cautious về mình share cái information của mình cho ai, right? And the second thing I've mentioned là bên phần consumer security thì sẽ có hai cái mà Troy rất là advise mấy bạn để consider. I know nó hơi nó take một cái extra step, nhưng mà lúc mà mình bắt đầu có quý về những cái, you know, photos mà mình take over the years, mình quý cái personal banking information của mình quý những cái tài sản của mình online á, thì mấy bạn should consider dùng một cái password manager, because that is the easiest way. Actually, so much of những cái hack, you know, trên Facebook, những like all of that is tại vì password nó quá yếu, right? So, you know, it takes an extra step, but there's a lot of free great password manager mình có thể download, mình just set up personally for our use, and maybe mình không có cần cái đó cho everything, mình maybe chỉ làm cái đó cho ba cái quan trọng nhất trong cái cuộc sống của mình thôi, ba cái app, maybe tài sản, you know, banking and all of that. Và the last tool Troy would nói là the two factor authentication, right? Không, cái Google Authenticator đó. So especially cho phần giao dịch online banking, right? Cái tầm nhìn của Troy á là, you know, bên, let's say thí dụ bên Úc á, là mình có cái infrastructure để bảo vệ personal consumer data nó rất là mature rồi, right? Đã có regulation, đã có compliance, những cái fintech, những cái nhà băng, right, in Australia nó phải spend rất là nhiều trong lĩnh vực cyber security để bảo vệ hệ thống, để bảo vệ áp dụng cho người tiêu dùng at the end không có cần phải lo. Now, không phải đây là cái so sánh, nhưng mà cái sự thật là môi trường của mình là không phải giống vậy. Right? Mình rất là dễ bị leak thông tin ở đây. Right? So it's even more important that người tiêu dùng, especially mấy bạn Gen Z, as mấy bạn bắt đầu đi làm, có lương, and lương, oh, everything digital, right? You're not getting paid by cash anymore, right? QR. Exactly, right? QR code, right? All of these things. So two-factor authentication sẽ bảo vệ rất là nhiều cái phần đó, right? Because cái second step để authenticate mà vô cái app của mình á, cái đó stop majority of the amateur hackers. Phải không? So nếu mà mình suy nghĩ về lĩnh vực security, mình coi là cái người mà đang tấn công mình á, tại vì sao nó muốn tấn công mình, nó muốn lấy cái gì, right? Nếu mà mình có rất là nhiều tài sản thì cái đội ngũ tấn công nó sẽ probably rất là chuyên nghiệp luôn, tại nó muốn lấy 600 triệu, right? Nhưng mà những cái người mà attack personal á, thì người ta sẽ không có cái sophistication giống như vậy. So cái phương pháp mà người ta steal của mình sẽ không có phức tạp lắm. So just by doing cái two-factor authentication, mình có thể chống hết những cái người đó, right? Chỉ mình chỉ bị exposed cho những cái đội ngũ chuyên gia tấn công thôi, phải không? And of course mình đâu có đủ tài sản cho mấy anh đó lo về mình đâu, mấy anh đó lo tấn công những nhà băng khác, right? So in terms of consumer security thì Troy advise mấy bạn Gen Z, especially là mình đổi số as cả nước, mình also change cái behavior của mình from cash to cashless, nghĩa là so much of who we are là trên online. So I think at least nếu mà trước khi dùng những cái công cụ này, recognize cái importance of security for yourself và quyết định là ok, mình muốn làm gì. Thì nói đến đây rồi thì em cũng đỡ áp lực hơn lúc đầu. Cũng rất là cảm ơn những chia sẻ của anh Troy đã giúp em hiểu thêm về bảo mật là cái gì. Và cảm ơn anh một lần nữa đã đến đây với số podcast của Gen Z đầu tiên. Cảm ơn anh Troy và cảm ơn mọi người đã xem hết podcast ngày hôm nay nha. Hy vọng là mọi người sẽ thích cái hình thức podcast mới này của Gen Z. Và tụi mình sẽ hứa hẹn đem lại thêm nhiều cái content cũng như là video dạng podcast như thế này cho mọi người nữa. Nhớ đón xem trên channel của Gen Z vào tối thứ bảy hàng tuần nha.